À, hôm nay chiều hôm chính Tết à, gia đình mình à, dọn dẹp nhà cửa để đón xuân các bạn, nhưng mà cái phần sân trên thì trong nhà thì lau dọn rồi, còn sân trên sân ngoài thì của đàn chó khỏi dọn thì lau cũng sạch sẽ rồi mà tụi nó cũng dẫm y chang à. À, vợ mình à, nó mệt quá xỉu rồi nè. À, xin chào các bạn trở lại kênh của gia đình Tính Mộc TV, thì chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ. Thì hôm nay mình ghi hình lại những khoảnh khắc kỷ niệm của những ngày cuối năm để cho bạn xem. Thì gia đình ai cũng vậy, thì gia đình mình cũng y chang thôi. Mình hưởng ứng phong trào ăn Tết cổ truyền. Rồi đằng cuốn thì mình cho trong chuồng trước, chuồng sau, chuồng giữa, chỗ nào cũng có thức ăn. Ê, ê, nè, chân nè. Mệt quá. Không lo ăn, cái tới tới ta ăn lại cái dành ruby này kỳ. Thì mai của mình cũng chuẩn bị phe sắt. Cho dàn kem đi để dàn kem biết chợ các bạn. Hồi đó giờ dàn kem chưa biết chợ đó, còn mấy đứa nhỏ này thì ở ở nhà đi đó. Thì không phải là mình phân biệt đứa này đứa kia, nhưng mà tại dàn kem nó biết ngồi xe đó, hồi đó giờ các bạn đó, mình cũng an tâm. Ê, mệt mệt không? Trời ơi, cái bông của người ta tái kìa. Ơi, ui. Trời ơi. Ôi. Nãy giờ không tái đâu, tới giờ làm gì mà không chịu ra ngoài đường tái. Trời ơi, thằng cú luôn cái này không ấy. Tái thường thường là nó giành địa bàn của nhau các bạn. Nó kìa, à, của tao. Thôi đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Đi chơi nè. Rần rần rộ rộ. Đó. Rồi. Đá gì lâu ớ vậy? Rồi đá giờ 3 tiếng hồ luôn rồi. Đá lâu ghê vậy? Đó thì nhà mình bây giờ là bông mai nở đều trưng hết, nó đẹp. Mình phái bông mai bởi vậy Tết chỉ có được khúc Tết là có bông, mà còn nhiêu à cả năm là không có gì hết. Rồi thằng lúc kia nhảy qua đó. Qua nè. Qua con. Ra. Ra ra, nhà của em gái mình các bạn. Ra con, ra con. Ra đây. Ra đây, ra đây. Ra nè. nhà cái em gái mình cũng hoa bông hoa luôn nở rồi. Rồi đi ra hai đứa. Cái nước của mình bị nhiễu các bạn, mình phải gắn cái ống nha. Rồi ra con. Ra. Ra ra ra, nhà của người ta không phải nhà mình. Trăm qua đua nở à, nhà mình có loại bông à. Có loại nhà mình có loại bông mai đua nở rồi các bạn. Đó. Đó, còn cái bông này bông tí tẹo à, nó nở có vài bông.
Nhà mình thì Tết cũng y chang các bạn, âm thầm lặng lẽ các bạn. Nhà mình chỉ có mấy chú chó là rộn ràng thôi, chứ nhà mình mấy đứa con cũng học tập hoặc là ngủ nghỉ rồi. Ôi ơi, nó đái một dũng luôn kìa, lát phải lau nữa nè. Xe của anh em của mình. Nói giờ mình phải dội nữa nè. Mình có sạch bóng liền. Đi đâu? Cắt tường. Cái bông đó 3-4 màu mà. Kiếm giấy bạc quấn màu đỏ với quấn lại. Em mình nó dọn phụ rồi xong nó về các bạn. Nước của thằng Lucky đó. Còn đây là cái bông bông mai dữ dằn luôn nè các bạn. Đó, cái cây bằng ngón tay mà nó bông ghê không? Đó. Còn dàn kem nó đang rủ. Dàn kem nó rủ mình đi chợ Tết nè các bạn. Đó. À, để mình quay xong rồi mình chở đi mua cá biển luôn. Cá cho tụi nó ăn dặm cho có tạo mùi các bạn. Chứ thịt tụi nó ăn không nó ngán vậy đâu. Thịt thảm rồi bà chị mẹ của anh Trung ở dưới Bến Tre cho 5-6 kg thịt giò heo á các bạn. À, tụi nó ăn tụi bổ mứa mà. Ôi 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 ôi. Ôi ôi ôi. Ôi 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 đi ra. À, đi ra nè. Ra luôn nè. Có ngày rần rần cái đó, đi ra hết đây. Đó, em mình làm xong nhiệm vụ rồi về phụ nó trang hoàng nhà cửa các bạn. Đó, mình ra mở cửa cho em gái mình về với cho mấy đứa nó không chạy ra đường. Bye bye Út nha. Út mà em gái mình ở riêng trên Thủ Thừa các bạn, cách đây khoảng hai mấy cây số ạ. Thôi giờ trời mưa rắc rắc vậy ta. Báo động trời mưa rồi, lấy đầu vô. Trời ơi Tết nhất rồi mà mưa về là chết tôi rồi. Mình có mấy ông anh bán kiển, bán bông mai ở ngoài chợ các bạn. Mà trời mưa cái này mấy ông khóc luôn rồi. Nó dập bông hết sao bán. Nào bữa nay các bạn hỏi gì sao không có vợ mình ở trong clip nè. Cái nè vợ mình đó các bạn, tại đi làm công nhân suốt ngày, tăng ca không có nhà. 8 giờ mới về không mà tối thùi đâu có quay được các bạn. Không dặn như cấm không cho quay. Quay là đăng lên là trớt liền nên mình ít có đăng quay ban đêm lắm.
Đó thì xin dừng video tại đây, chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Thì bây giờ mình chở dàn kem đi chợ mua cá, mua mắm rồi mua giấy tiền vàng bạc về tặng ông bà lúc về chơi Tết đó các bạn, theo phong tục tập quán của gia đình mình á. Với phong tục tập quán ở địa phương, ở truyền thống của mình đó giờ. Thôi xin chào và hẹn lại các bạn, chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Thì các bạn xem nhớ chia sẻ video cho nhiều người cùng xem, và các bạn nhớ đăng ký để giúp mình phát triển cái kênh này lên để có tiền duy trì kênh và nuôi đàn chó tốt hơn. Thôi xin chào, cảm ơn các bạn rất nhiều.